Xin chào và rất vui được lại các bạn trên kênh Học Phim Và ngay sau đây mời các bạn cùng với chúng mình cập nhật những bộ phim hay và hấp dẫn có trong ngày hôm nay nhé Vào ngày 26 tháng 8 vừa qua, bộ phim Ngôn Tình Hãy yêu nhau giữa ánh Trăng Tròn do Cúc Tịnh Y và Trịnh Nghiệp Thành Đóng Chính đã chính thức lên sóng Thay nhưng chỉ sau 2 ngày phát sóng, cộng đồng mạng đã nhận ra được một hạt sạn vô cùng lớn trong phim Đó là để lộ mặt của nữ diễn viên đóng thế cho Cúc Tịnh Y trong một cảnh quay, nhân vật lôi sơ hạ của Cúc Tịnh Y vì đường trơn nên bị trượt ngã. Sau khi thực hiện cảnh quay, Cúc Tịnh Y chỉ cần xoay người, làm biểu cảm hoảng hốt giống như bất ngờ bị trượt chân chứ không cần phải ngã thật. Diễn viên đóng thế sẽ thay cô nàng làm điều này. Tuy nhiên, có vẻ như tổ công tác hậu kỳ của Hãy Yêu Nhau giữa anh Trăng Tròn làm việc vẫn chưa được cẩn thận. Sau đó khi lên phim, vẫn để lộ mặt của nữ diễn viên đóng thế. Hãy Yêu Nhau giữa anh Trăng Tròn là một dự án phim hiện đại kết hợp giả tưởng ngoài yếu tố tình cảm của cặp đôi chính bộ phim còn lồng ghép rất nhiều yếu tố viễn tưởng huyền bí nhằm tăng sự mới lạ hấp dẫn tuy nhiên hãy yêu nhau dính trăng tròn lại chưa làm tới khiến cho những chi tiết đáng nhẽ sẽ mang tới cảm giác gây cấn cho người xem trở thành những thước phim giải trí cảnh phim lộ mà diễn viên đóng thế cho cúc tịnh y chỉ là một trong số đó mà thôi một số bình luận của cộng đồng mạng về phim mới của cúc tịnh y phim cũng hài hước lắm mọi người cảnh này chỉ là một chi tiết nho nhỏ thôi cái này là do phim quay và dàn dựng, chỉnh sửa củi bắp, chứ đâu phải lỗi của Cúc Tịnh Ý. Cảnh như vậy thì phải có người thế chứ, nếu Cúc Tỷ té như vậy thì ai đóng các tập sau? Sau scandal chấn động của trường chết hẳn, khán giả đều vô cùng cảm thương cho Cúc Tịnh Ý vì hàng loạt nghi vấn hành vi quấy rối, sảm sỡ ở các phim cũ. Chính vì vậy, sự xuất hiện của một bạn trai màn ảnh mới như Trịnh Nghiệp Thành chính là dòng nước mát khiến ai nấy cũng vô cùng thích thú. Gần đây, hậu trường của Hãy yêu nhau dưới ánh trăng tròn đã cho thấy những màn tương tác thú vị, đồng thời thể hiện sự tinh tế của Trịnh Nghiệp Thành với Cúc Tịnh Y. Trịnh Nghiệp Thành có rất nhiều cảnh thân mật với Cúc Tịnh Y trong bộ phim Hãy yêu nhau dưới ánh trăng tròn. Vậy nhưng, nam diễn viên vẫn luôn rất cẩn thận chăm sóc Cúc Tịnh Y từng chút một. Anh chàng luôn bế Cúc Tịnh Y bằng hai tay, không để nàng chịu tổn thương. Đặc biệt, anh luôn biết cách để tay sao cho tinh tế, tránh tạo cảm giác khó xử với bạn diễn. Khi được Cúc Tịnh Y ôm ở một phân đoàn, sự bối rối nhẹ của Trịnh Nghiệp Thành khi không biết để tay ở đâu cho đúng khiến khán giả buồn cười và yêu mến. Netizen vô cùng thích thú, chúc khen mít chi của Cúc Tịnh Y và Trịnh Nghiệp Thành. Trịnh Nghiệp Thành vừa đẹp trai lại tinh tế. Ship mạnh Cúc Tịnh Y với ca này nha, đỉnh quá. Trịnh Nghiệp Thành luôn ôm Cúc Tịnh Y bằng hai tay, trụ vững để cô không ngã, từng cử chỉ thực sự ấm áp và tinh tế. Hóng phim quá, Cúc Tịnh Y dễ thương còn Trịnh Nghiệp Thành thì ôn nhu. Hãy yêu nhau dưới ánh trăng tròn kể về cuộc sống và chuyện tình của lôi sơ hạ trở nên khác lạ hơn mọi ngày sau khi xuyên không vào một thế giới ảo. Câu chuyện phim bắt đầu từ việc lôi sơ hạ Cúc tình Y bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng siêu mặt trăng. Qua đó khiến cô mất đi trí nhớ và chấm dứt chuỗi ngày êm đềm, bình yên của mình. Kể từ đêm đó, không ai còn thấy lôi sơ hạ nữa. Cô đã bị lọt vào điện thoại của một chàng trai là Hứa Hiểu Đồng, Trịnh Nghiệp Thanh đảm nhận. Đây cũng chính là câu chuyện tình yêu kỳ ảo của cặp đôi này. Dù ban đầu cả hai không hề quen biết nhau và rất sốc khi biết được chuyện không tưởng này lại xảy ra với bản thân họ. Vậy nhưng, điều kỳ diệu đã xuất hiện trong hoàn cảnh khó khăn này. Nam chính hứa hiểu đồng cảm thấy rung động trước một cô gái ngon ngào, luôn tràn đầy năng lượng nên đã quyết định đưa cô thoát khỏi bóng tối của sự quên lãng để tìm thấy tình yêu phía trước. Dàn diễn viên chính của bộ phim bao gồm Cúc Tịnh Y, Trinh Nghiệp Thành, Mễ Nhiệt, Tôn Nghệ Ninh, Thầm Giao, Hoàng Đức Nghị, Khương Sam, Châu Thành Kỳ, Triệu Hiểu Tô, Trương Tiếu Dương, Vu Ninh. Chúng mình là Hồng Phim, nếu như các bạn cảm thấy những bộ phim mà chúng mình vừa kể trên rất hay và hấp dẫn, vậy thì đừng quên like, đăng ký kênh và sau đó nhấn vào biểu tượng quả chuông để được nhận thông báo mỗi khi chúng mình ra đầu mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!